đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Survey Việt và mình là Khánh Ly. Gần đây thì trên cộng đồng Survey Việt Nam có rất nhiều bạn yêu cầu chúng mình tư vấn một chiếc Surface Pro trong tầm giá từ khoảng 15 đến 20 triệu đồng để làm công việc văn phòng cơ bản. Và để thỏa mãn theo tâm tư nguyện vọng của các bạn thì hôm nay Survey Việt sẽ gửi đến các bạn video tư vấn top 3 chiếc Surface Pro có giá bán từ 15 đến 20 triệu đồng. Ứng cử viên đầu tiên trong số 3 mẫu Surface Pro mà mình muốn gợi ý đến các bạn đó là chiếc Surface Pro 7 phiên bản Core i3. Với Surface Pro 7 thì đây là chiếc máy mới được ra mắt cách đây vài tháng, thế nhưng để lại cho người dùng những ấn tượng nhất định. Minh chứng cho điều này là doanh số bán hàng của Surface Pro 7 tại Survey Việt luôn dẫn đầu và máy thường xuyên gặp phải tình trạng khan hàng trong toàn hệ thống. Surface Pro 7 có thiết kế hiện đại, sang trọng và khác biệt với số đông tablet trên thị trường hiện nay. Và nếu ai đó nhận định rằng Surface Pro 7 có thiết kế không khác biệt nhiều, thậm chí là giống với các thiết bị đời trước thì cũng không hoàn toàn sai. Tuy nhiên, nếu nhìn ở khía cạnh một người chưa từng dùng bất kỳ sản phẩm nào trong dòng Surface thì Pro 7 là một chiếc máy có thiết kế cực kỳ hiện đại và khác biệt. Chúng ta có một chiếc máy tính bảng với ngôn ngữ thiết kế liền lạc, thông minh và hơn hết là máy có kích thước cực kỳ nhỏ gọn với độ mỏng chỉ khoảng 8,5mm và cân nặng thì hơn 700g, đem đến một cái khả năng cơ động tuyệt vời hơn bất kỳ các mẫu laptop khác trên thị trường. Bên cạnh đó thì là sự thông minh mà mình thấy trong ngôn ngữ thiết kế tổng thể như chân đế kickstand hay bàn phím gắn ngoài tab cover. Tất cả các yếu tố trên đều biến chiếc Surface Pro 7 trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Phiên bản mà mình gợi ý đến các bạn có cấu hình và giá bán thấp nhất trong các phiên bản của Surface Pro 7. Cụ thể là con chip Intel Core i3 thế hệ thứ 10, 4GB và bộ nhớ trong 128GB. Với cấu hình ở mức cơ bản như vậy thì Surface Pro 7 đáp ứng tốt cho các nhu cầu công việc văn phòng thường ngày và không hề thua kém bất kỳ một chiếc laptop văn phòng cồng kềnh nào mà các bạn đang sử dụng. Bên cạnh hiệu năng ấn tượng thì màn hình cũng là một điểm đáng khen ngợi trên Pro 7. Nhờ việc trang bị màn hình 3K siêu nét nên khả năng hiển thị hay giải trí trên Pro 7 cũng hết sức khác biệt. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có hàng loạt các công nghệ cũng như tính năng thời thượng từ nhà Microsoft, ví dụ như mở khóa bằng khuôn mặt, công nghệ sạc nhanh, Windows 10 bản quyền, USB Type-C đem đến kết nối tất cả trong một. Hiện tại thì Surface Pro 7 phiên bản Core i3 đang có giá bán khoảng hơn 16 triệu tại Survey Việt. Các bạn có thể xem chi tiết giá bán ở link mua hàng bên dưới phần mô tả của video nhé. Ứng cử viên tiếp theo trong số 3 chiếc Surface Pro có giá khoảng từ 15 đến 20 triệu đó là Surface Pro 6 phiên bản Core i5. Với Surface Pro 6 thì đây là chiếc máy hướng đến những người dùng cần sự nhỏ gọn, hiện đại và đặc biệt hơn là tính cơ động cao. Surface Pro 6 cũng có thiết kế khá sang trọng và không khác biệt quá nhiều so với người đàn em Surface Pro 7, ngoại trừ việc máy không có cổng USB-C. Còn lại thì mọi thứ trong thiết kế thì đều na ná với Pro 7, rất hiện đại, sang trọng và đầy sự đẳng cấp. Phiên bản mà mình gợi ý đến các bạn có thông số cấu hình ở mức khá với con chip Intel Core i5 thế hệ thứ 8, RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Máy không quá mạnh mẽ như những chiếc Pro 6 phiên bản chip i7, tuy nhiên thì với các tác vụ văn phòng thì Photoshop hay là chỉnh sửa ảnh cơ bản thì phiên bản Pro 6 Core i5 tỏ ra không hề kém cạnh. Những thứ còn lại như màn hình, pin, trải nghiệm vuốt chạm thì dường như phiên bản Core i5 không hề khác biệt phiên bản cao cấp nhất. Chúng ta vẫn có màn hình siêu nét, thời lượng pin ấn tượng khoảng từ 6 đến 7 giờ on screen và hàng loạt những tính năng thời thượng đem đến một trải nghiệm Windows tuyệt vời nhất. Về giá bán thì các bạn có thể tham khảo dưới phần mô tả. Còn hiện tại thì phiên bản Surface Pro chip i5 thì đang có giá bán từ khoảng 18 triệu đồng tại Survey Việt. Chiếc máy cuối cùng trong danh sách 3 chiếc Surface Pro đáng mua mà mình gợi ý đến các bạn đó là Surface Pro 2017 hay còn gọi là Surface Pro 5. Nếu như các bạn để ý thì hai chiếc máy mà mình vừa gợi ý ở bên trên có bộ nhớ chỉ khoảng 128GB mà thôi. Có thể hơi ít ỏi với một số người dùng thì với chiếc Surface Pro 5 này thì có dung lượng bộ nhớ lớn hơn gấp đôi so với hai cái tên trước. Cụ thể là phiên bản Surface Pro 5 mà mình muốn gợi ý đến các bạn đang xem video ở đây chạy con chip i5 thế hệ thứ 7, RAM 8GB và bộ nhớ trong SSD là 256GB đem đến không gian lưu trữ lớn cũng như là trải nghiệm mượt mà. Điểm đặc biệt trên Surface Pro 5 đó là ổ cứng của máy là ổ SSD M2 chuẩn NVMe. Do đó, tốc độ khởi động Win hay ứng dụng rất là nhanh đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho người dùng. Bên cạnh phần cứng khủng thì thiết kế cũng là một điểm đáng nói trên Pro 5. Đây là chiếc Surface Pro đầu tiên chúng ta có phiên bản với màu sắc đen nhám, hiện đại hơn, sang trọng hơn đáng kể. Còn về khoản trải nghiệm thì nếu như Surface Pro tệ thì không có một mẫu máy chạy Windows nào tốt hơn Surface đâu ạ. Do đó các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Với Surface Pro 2017 thì ít nhất nó còn sử dụng tốt trong từ 3 đến 4 năm nữa, nên việc đầu tư vào một chiếc máy này thì cũng là một khoản đầu tư hoàn toàn sáng suốt. Chưa kể là Surface Pro là dòng máy có tính thanh khoản, mua đi bán lại cực kỳ cao và giữ giá giống như MacBook của Apple.
Phiên bản Pro 2017 mà mình đang giới thiệu đến các bạn có giá khoảng 19 triệu đồng, mới 100% và được bảo hành chính hãng theo chính sách bảo hành của Microsoft. Như vậy là qua video vừa rồi thì mình đã gợi ý đến các bạn top 3 chiếc Surface Pro có giá bán dao động từ khoảng 15 đến 20 triệu đồng. Về còn các bạn sẽ chọn chiếc máy nào trong số 3 chiếc máy này? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận của video để chúng ta có thể cùng nhau thảo luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!